Chào mấy anh chị đã đến với kênh Emily Cuộc Sống Pháp nha. Hôm nay Emily lụm trứng gà nha. Coi thử gà nó có đẻ không, em lụm trứng gà nè. Vì cái tình luôn á. Nuôi gà nuôi đồ mà không dịch đồ nè, chắc trời lạnh quá nó không có đẻ rồi. Vô coi thử có cái trứng nào. Để em coi thử có trứng nào không nha mấy chị. Đi lụm trứng gà khổ không? Em nghĩ chắc không có cái trứng nào đâu. Dịch thì có, nhưng gà không có, dịch thì có. Ừ. Ủa, chắc này có không, có không, có quá trời luôn. Hay là coi đi, có không, có chừng nó chạy ra đó. Thì ủi trứng nè, nó đẹp bể hết trứng rồi nè. Ồ đó. Thôi để đây đi, bữa nào lụm đang cho nó cái trứng nó nở á. Kìa luôn kìa, bên kia có con sim mà. Ủa anh làm gì đó, đi con gà gì mấy lông trắng dễ sợ. Mấy anh chị dịch đi ăn ngon lắm nha, mấy chị thịt ngon lắm nha. Giờ em chưa đi bộ, dịch đi bộ đó. Bây giờ đây em chưa có làm đâu, vài bữa em mới làm việc đó lận. Hả? Đâu về với người đẹp? Trời ơi, mắt đi qua bển, tính đi qua bển, ông đưa ra hồ được. Ờ. Mà đập. Đây là khỏi gà nè. Ờ. Gà nó sáng em thấy nó đâu có đẹp dữ vậy. Thì tại cái mặt không đẹp, nhưng mà tôi gà. Quá trời ăn luôn nha mấy chị. Cái mặt nóng quá chứ. Những gương mặt thần thánh. Ngày tuần nào cũng gặp những gương mặt thần thánh như vậy. Đây gương mặt thần thánh đây, lão già trở thành khách mạng nè. Tuần nào cũng như tuần nào, mỗi tuần như mỗi tuần nha mấy anh chị. Cái đây là gan lông bò. Dở ra luôn, chấm nhỏ ăn trước hả? Đây chả lụa nha mấy anh chị. Gan lông bò. Bữa nay mình ăn bún bò. Bún bò hẹt. Đây. Thấy không mấy anh chị? Mỗi lần tụi em ăn là một rổ bún thần thánh như vậy nè. Rổ bún quá bự luôn. Đây là nồi nước súp. Đây là son gà heo thần thánh nè. Đó. Đây là cái dĩa rau rau muống nè, bắp chuối cái bào nè, tùm lum đó, cải nồi nè, rau quế nè, tùm lum lại hết đó. Đang hái tắc làm chè tắc nè. Đó, hái quá trời luôn, thấy không, quá trời luôn. Đây là khung cảnh chuẩn bị ăn chơi. Chị để đại cho chị, cái nhỏ nó không ăn, không ăn cho mấy nhỏ nè. Đây hôm nay là em mằng mấy con gà, nãy em quay phim á mấy chị mằng vô làm nè. Đó giờ em làm gỏi gà nè mấy chị, đó mấy chị thấy không. Đó đây có trứng vịt ốc thảo ăn với lại củ kiệu. Đây có nem chua. Cái đây bò kho, bò khô chứ lộn, bò khô. Bò khô. Đây đang làm tranh tắc nha mấy anh chị. Tranh tắc này đang hái á. Quá trời luôn. Không có được ăn được cái gì đó. Đây nè, đó đây nè, cái chị mà bận áo tím tím đó là chị Bợm đó. Đây mấy anh chị có thấy anh Ấn Độ không? Đó anh Ấn Độ đẹp trai nè, thấy không, cái đôi bông tai nè, thấy không, một đôi bông tai thần thánh nè. Đó đó, thế đó là hai đây. Đây đây là vợ chồng chú Ba nha, vợ chồng chú Ba là không có tiệc là không có chú Ba hết nha. Lúc nào có chú Ba đó, tuần nào cũng có đó. À. Đây giúp chàng Long, giúp chàng Long. Rồi giúp lần đi ông á. Đây là anh chủ nhà. Anh chủ nhà anh không nhậu mà anh đãi rượu ngon không à. Cảm ơn chủ nhà nha chủ nhà. Bữa nào tao cũng hết. Anh chủ nhà của mình anh không biết nhậu nha mấy anh chị. Còn đây là anh Quang, bạn của mình ngày xưa làm chung hãng. Hãng nó đuổi rồi. Đây hãng nó dẹp luôn. Đây là vợ của anh Quang. Đó, gia đình nhỏ nhỏ cuối tuần gặp nhau thôi. Anh chị có ngại cho tụi em lên YouTube không? Tự nhiên. Anh chị thấy không? Thấy cỡ gà ngon mấy chị. Gà trái giờ còn non. Đây. Chú Ba đang ăn cỡ gà này, ngon, cỡ gà ngon chú Ba. Đó, thứ ba. Ăn cỡ gà chứ, thứ ba cỡ gà con làm ăn thử đi ngon không? Rồi, ngon ngon. Cái chậu á là em nhớ là con chú Bảo. Đảng bắt con gà quay kia con đem vô làm đó. Đó. Đây là chú Ba thứ ba của mình nha, ở Việt Nam qua. Nhưng mà bây giờ ở lại lên đây luôn rồi. Nhất luôn. Chú Ba, nhớ chú Ba.
cũng giữ ta cũ luôn. Tiếp con một cách nổi tiếng không, bây giờ chú ba tiếng ba nha, chú ba tiếng ba nhờ cái miệng anh quý kệ bắt coi chờ bắt về về vừa mắt anh kiệt thấy đi một ngày đi bộ ăn ngon dài đúng không, nhưng mà bớt bỏ vô là mở buôn buôn bán là đúng rồi. Nhờ cái miệng nó là chồng cây chiến buôn bán đúng em mới mấy hộp hồi sáng em lấy cái kia bỏ ít hộp xuống anh mới lại rồi, nhưng mà trên cành cái cây bỏ rồi bỏ luôn rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, em chưa nè. Đó đâu đâu chị ăn cái chị tự nhiên. Chị tới 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 nhà, tới đây chơi chị tự nhiên. Ở đây đi, kia là nhậu. Ừ. Không, để bà lấy cây em, bà lấy cây em luôn đó. Nó sống mà cho nó ăn là nó ăn. Đâu nó đâu bị vậy gì đó. Hỏi luộc đỏ này quý lắm. Đó. Không. Thấy không? Thấy chưa? Chúng ta cho em đang ngon tại gà đi bộ mà. Để chúng ta để chiếc gà chiếc khác đây chúng ta đã. Đó, chồng chúng ta. Ừ. Cái bự nó bay nó đi cho con. Để đây chúng ta để đâu có sao đâu, cứ ăn thì cứ quay. Mất cỡ là đói nha. Có lại gì nữa đâu. Qua là mất cỡ chút đâu, giờ ăn vô vậy ở là đói á. Tại vì ngồi cho nó đều xin đâu là nó bật ngửa em không chú ăn vô lấy chú ba lên nào. Rồi nhìn thấy nè, bên đây đi. Để cho tụi bay đi ba. Chó xích qua nè, ăn mấy này. Chó. Xích vô, xích vô ăn mấy này nè. Dạ. Mấy chị lấy nè, chú thiếu của mình là lớn tuổi mình ăn cỡ này không á. Để ổ đi. Ổ của em trồng phải không? Ừ. Ổ nó trồng. Giờ còn ăn nữa hả? Vậy đủ rồi, đâu còn ăn nữa đâu. Đủ rồi. Đây xì bốn hết, nhiều thôi. Nhiều quà đâu hả? Quà hả? Nó mất nó làm gì mà. Đúng quà. Mình giấu mình ra, mình vậy nè. Em quay chị quẹ kiếm đồng cho chị luôn. Thôi cảm ơn. Trời, ông anh của mình lần đầu tiên uống rượu luôn nha. Nè, ông anh mình là hồi giờ ổng không uống rượu đâu nha. Bữa nay ổng thô cho ổng uống rượu luôn nè. Đi không? Thô bữa nào tụi mình chết á. Trời ơi, ai da đồng chặt á. Thôi, bữa nay vô. Thấy không? Ông anh mình bữa nay uống rượu luôn, ghê thiệt. Vô nè. Chúc bạn của mình bữa nay uống rượu luôn nè. Chú bạn của mình bữa nay uống rượu luôn nè, ghê thiệt. Có cái đại ca tới kìa. Rồi đại thánh nè, mời cả nhà ăn đi. Mời cả nhà không, chú ba của chú ba bây giờ biết mời cả nhà luôn nha mấy chị. Không, chú ba của mình là 70 mấy tuổi, chú ba 73 tuổi, chú ba 72 hả? Thím ba năm nay nhiêu? 74. Thấy không mấy chị, anh chị thấy không, 74 tuổi mà ổng bên tay thấy không, anh chị thấy da dễ hồng hào không đó, thấy không, ăn một tô bún vĩ đại luôn đó. Áo chanh gì không? Chứ mẹ lên cứ làm ăn gì không? Sẽ tế là chú ăn. À, thấy không? Thấy mấy chị bên tay không? Da dễ lớn tuổi mà da dễ hồng hào rồi không? Người khỏe ru. Làm chim bao. Thấy là đi vô cái nhà của ai mà sao tối mù à? Cái nhà tắm thì dơ mà tối ghê lắm. Thím ba mình đang ăn đó, ăn tự nhiên lắm nha mấy anh chị. Ăn đại có gì đâu mắc cỡ đâu. Mười. Rồi trong nhà không mà ai đâu. Ba làm chung với ông Bảo bao nhiêu năm anh? 10 năm. Hơn 10 năm á. 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Anh Hoài vợ con đâu không bút cho anh mà tự bút với anh Hoài. Mày tới đi ăn chưa ăn mà ngậm răng chỉ năng ơi, ngậm tâm chỉ năng ơi. Thấy không, anh trai cũng tự làm ăn luôn này, thấy đàn ông anh trai khổ không? Đàn ông bên tay khổ lắm, tự là ăn tự làm luôn à. Tự làm luôn không? Vợ con không có lo đâu. Đây anh đây là thánh ăn nha mấy anh chị, ngày xưa anh ăn ghê lắm. Thấy thằng nào mà má vợ kêu về nước không về nước. Còn phản bội mà. Mày cũng thánh thiệt luôn á. Ảnh là thánh ăn á, ngày xưa anh ăn dữ lắm, cá mà một con cá 4-5 kg là anh ăn một mình ảnh luôn á. Mày cũng may là bả lỡ bả gả cho mày rồi chứ, mà bả chưa gả bả rút rồi hồi thu hồi rồi đi. Bạn có vợ giống mày là phải. Bỏ tay luôn. Ăn đi mất cỡ vậy quà ăn đi, trời ơi, mới thấy mày đi mất cỡ mà thổi thổi nữa. Mà giờ vợ kêu đi về rước, mà giờ vợ có 800 cây chứ nhiêu. Ừ. Trời ơi, cắn lại, nghĩ thôi đi. 800 cây hả? À con nè, 74 tuổi nè mấy chị. Trời ơi, mày ăn hết tô bún luôn nè. Bảo cơm nè, bảo.
ăn khô giáp luôn. Cái đó mấy con người bảo 74 là cái này 72. Ê 72 nè, trời ơi 72 nè, quốc có 64 luôn nè. Thấy không bà già? Ghê thiệt. Da dễ không hào không? Thấy ở ở bên tay cái khác á. Khác Việt Nam không? Ờ khác Việt Nam không anh chị? Ừ. Sao biết Việt Nam đi tụi tôi? Không, Việt Nam là có tẩy trắng thôi à. À, thấy bà... Đó, thấy bà thiểm của tôi không? Bà quốc hết có tôi bốn bò Huế luôn, ghê thiệt. Cái này là heo đi bộ nè. Heo đi bộ luôn. Đây, bây giờ là thánh đăng hai nè. Bởi vì mà em nói thiệt, mỗi lần mà đãi tiệc mà mời mấy thánh thì ăn tới em sợ luôn á. Nghèo luôn á. Đó. Đó, cái đây anh đây là anh chủ nhà nha mấy anh chị. Còn chủ nhà. Còn con đại tướng của bà vợ chủ nhà. Đây là anh bạn mười mấy năm rồi, mười mấy năm mới gặp lại. Phải giới thiệu cho anh em được biết chứ. Còn anh đây khỏi giới thiệu. Này với cái câu mà hãng đuổi. Còn anh đây khỏi giới thiệu luôn, anh đây từng đẳng gặp rồi, khỏi giới thiệu. Anh đây là thánh ăn rồi. Từng rồi em tới nhà chị gái kia, chị gái cho em ăn thâu chè, bây giờ tới nhà chị gái này cho em thâu chè nữa. Nè bánh của mì nè, bánh của mì là chị gái này thích chất nè. Đó, chị đại của em thích chất nè, bánh của mì nè. Hả? 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 Bánh của mì hấp dẫn luôn á. Cái này của anh Quang em làm nè. Anh Mười năm mới gặp lại á. Mười năm, bảy năm.